phơi nắng tí nó sáng cái da ra ngay. Chào quý vị nhá, đến với tác phẩm Xanh Quê thứ hai. Hôm nay tôi sẽ bấm tỉa cho bác cả đấy. Đấy, khung lên nhanh như này. Cả hai cây đều bị ngọn, bị túm tụm. Không biết bác là người bẻ hè hay là thợ cây thì tôi không rõ, nhưng mà bẻ thế này thì vỡ mồm đấy. Này, hỏng hết rồi. Và cái đường hướng nó bị lệch với cái tư duy của mình. Thôi được, thì mới cần mình ở đây vị nhỉ, để khắc phục. Này là đường nghỉ à? Đấy này, nhìn này, ngậm hết vào đây này này, mà cơ bản là bị lung tung, không biết là theo đường hướng nào. Lần trước mình để nuôi thả như vậy là đã lọc mầm tương đối rồi, không cần phải nắn hết cái gì cả. Nếu còn nắn thì cho mình mấy cái dăm này thì được này. Trên cái ngọn này thì nguy hiểm quá. Cắt nha. Cắt. Thợ đá đã thấy xong một cây rồi. Không hiểu sao bị toát mất cái mầm ở đây. Sốt ruột quá nhỉ.
Nhìn cái vườn là thế thôi. Ui, mở tay quá. Quý vị thấy không? Mới cắt qua và chưa vệ sinh sạch sẽ đâu. Cái này nhặt sạch sẽ nhìn nó sẽ khác. Thì về tổng thể từ dưới lên ấy, quý vị thì một cây xanh quê rất lực, dáng làng mình rất là thích quý vị nha. Đó, dáng làng rất thích. Đấy. Còn cái ngọn thì bây giờ sẽ cắt nhá. Như vừa nãy nói là hơi tiếc một tí vì là người ta nắn cái ngọn nó thô bạo quá. Thì bây giờ nó sẽ tương đối là khó cho mình này. Nên là mình sẽ vẫn sẽ phải làm cho nó thật là ok. Đó, nhìn này quý vị nhìn này. À ba. Không biết là ai vào dây cái ngọn này không biết. To quá đúng không? Nó bị nhỡ hết mấy cái nhịp của em.
biết là biết bác cả hay là thợ đây. Ừ, có nhưng mà anh đang đi làm rồi té sang đây. Có mấy cái nhưng mà ở quê một cái, ở dưới kia một cái. Nên là bên quanh vẫn thiếu. To quá. To quá. Không phải to quá mà nó đang bị không phải to quá mà nó đang bị ăn mất mấy vào mấy cái của em. Dây thép đây này. Nó bị lệch uốn lại ngược chiều so với mình mong muốn. Ý tưởng cũng là một ý tưởng. Nhưng mà cái ý tưởng ban đầu của mình là không đúng, đúng không? Đấy. Bây giờ chờ nó bận thế à thế. Nó tơ mà dính dây này vào cái nó ăn vào xương tận xương ngay. Ui, có khi là thôi à? Thôi thế nào? Có uống rượu đâu ạ? Uống rượu cơm nào? Tới điện cho Thuần này. Bà đang định sang tranh thủ cố để thì chưa kết thúc để còn té. Chạy thế nó đéo gì. Trời, ngồi với các bác mình không uống rượu các bác mất vui. Sao? Giờ lái xe uống rượu lắm. Nhìn hấp dẫn không? Khác hẳn vừa nãy nhỉ? Sạch sẽ thì chơi tốt rồi. Giật cái điểm ngọn lên đây ok rồi, vừa nãy bỏ canh to tướng này này. Thì nó ăn mất mấy cái dây ở đây thì để cho nó ổn định đã, xong thì mình lại xử lý tiếp. Ngọn giật lên thế là ok rồi. May không hỏng mất cái ngọn. Đấy, bệ nó kinh lắm. Đấy. Ra. Ra. Hôm nay về nhá. Tùy các bác thôi. Ôi giời. Em quan trọng gì? Mới cháy máy tao gì này. Cháy máy. Cháy máy. Đấy, nhiều khi là ôi để tên đừng có để số điện thoại, đúng gọi phiền. Để số điện thoại mới biết được giá. Phiền lắm, biết thế nào được. Bây muốn giao lưu thì để số điện thoại. Muốn giao lưu gì? Bây giờ là nếu mà cây mình mang đi thế xuyên là mang đi là thế xuyên là mấy cây là chết đấy. Đấy. Cái này đem đi tốt. Đây đem đi tốt. Là bỏ hết cái phần ở mặt này đi là đi chơi được rồi. Cho cái bệ của nó. À, bây giờ chịu khó tưới ngâm phân tưới bạn. Chưa úp thế này sau nó bị bẩn cái bệ. Nó bị mất cái tuổi bệ. Cái bệ của nó là đang màu của cái thân này này. Đang đẹp này. Bây giờ mình ngủ này xong mình rũ ra nó lại kiểu như vùi đất lên này. Nó màu đất. Đó. Cây nó không phải đói kém gì nên không lo. Đấy rồi. Tới rồi. À tới rồi. Đấy, cho ra lò thôi. Cho ra ra kia lò. Cho lên bạ đây. Để kia lại, để cái. Cái gì? Cả đây, để sẵn đây. Ừ. Đây sạch sẽ. Quay trở lại, quay ngược lại, quay ngược lại. Quay ngược lại. Thế. Đấy.
Dịch sang đây tí, dịch sang trước mặt tí, lên đây tí. Kéo cả chân này. À dạ. Đúng rồi, chậu nung nung vênh. Cả hai cái đều vênh. Còn cái chậu mà được phẳng thì khó lắm. Nước. Ra gì vậy, được phơi nắng tí không có xỉn được ra. Bảo hôm nay tốt quá, nó được nắng đâu. Dạ. Cái này không thay miếng này. Thay cái gì cơ? Cái tay này không cắt à? Không, để được. Chú đồ phanh cái này. Cắt à? Để được. Cứ đưa anh đưa. Đây là chồng. Đấy. Cho nó chạy xuống dưới cũng được. Giật xuống dưới tí cũng được. Tùy sở thích thôi. Đấy, ý biết ngay. Thế nhặt thêm tí nữa cho nó sạch. Hả? Nhặt thêm tí nữa cho nó sạch. Nó đang lủng nhủng. Mấy cái rễ này về hết rồi. Cứ để lại, nhặt sao? À, những cái điều dễ thì bỏ hết. À. Ra hà không? Ừ, rồi. Quái, có điểm gì? Có điểm gì?